Xin chào cả nhà. Này, ngày hôm nay Nghĩa sẽ ở bè để câu cá nha cả nhà. Nãy giờ thì Nghĩa thả bay ba cây câu máy nhưng mà câu không thấy cá gì cả nhà ơi, toàn là ba cá đù nó rỉa không à. Chứ Nghĩa có thả câu giò ở ngoài kia nữa, câu giò thì Nghĩa ngâm nãy giờ chắc cũng cả 2 tiếng đồng hồ rồi, giờ mình chỉ kéo lên thôi. Đây là mồi câu của mình nha cả nhà, con hà su nha. Hà su này là nước rong á, bia đáy người ta xuống người ta đóng mới có đó, ngoài kia là nguyên một vàng đáy luôn, 2 vàng bên đây là của nhà Nghĩa này. Câu giò thì mình câu được nhiều lưỡi hơn. Ủa, anh không có lấy cái gì đang đựng cá hả? Biết có cá không nên đừng. Nãy giờ thấy ngầm không thấy con nào rớt hết trơn. Có không? Có, giật, có giật. Nó dồn cho nó ăn câu giò hết rồi, sao nó ăn câu văn nữa, câu cần. Đợi nha, đợi tao chút xíu. Chỉ cho mấy con vậy em ơi. Nha. Chị dữ luôn á. Ừ, kì dữ mà kéo nãy giờ chưa thấy đâu. Nằm dưới không à. Hay là có cá bự ta. À, thôi kệ con cá bự cũng được đi. Có mấy rưỡi hết mồi chứ. Câu cá chứng tỏ là có cá rỉa mà. Nè, lên nè, lên nè. Một con út vàng. Sao có con nữa, im đu rồi. Còn nữa không? Còn. Ôi hết luôn rồi. Hết vật rồi. Còn con nhỏ. Trời, ráng từ đây tới chiều cũng đủ ăn rồi cả nhà ơi. Út vàng này. Cho cá đù. Được con đù vàng. Còn nữa, Ơi kìa 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 có kìa có kìa. còn có út nữa đó. Nó kìa. Đây, đẹp ha. Út vàng, này là đù vàng. Cá đù nó muốn phải chiều nha. Rồi, ôi nó mập. Ê, cái con cuối lúc nào bụng nó cũng bự. Uống nước. Trời ơi, cái bụng. Được 3 con cả nhà ơi. 2 con ốc, con đù. Từ đây tới chiều dán kiếm nồi canh chua đi. Đây, bưng vô, cái này em bưng nó rồi. Giờ mình thả câu xuống tiếp nha. Bưng vô động thả đi. Từ lúc nước nước cây tới nước im luôn mới có cá ăn này cả nhà. Cá út hả? Ê, cá ngát. Cá ngát hả? Cá ngát rồi, cá ngát rồi. Nãy nó nghe nó nhịp nhịp nhẹ nhẹ à, rồi xuống kéo cái nó liệt im du luôn. Ơi cá út. Cá út chà bá luôn cả nhà ơi. Tưởng đâu cá ngát chứ. Hết nói cá út thì chứ. Cá út này chắc 400 gram rồi. Gì dữ vậy? Mập ú luôn à. Hồi nó ăn cái gì ta? Ăn thức ăn. Ăn thức ăn. Nó ăn thức ăn của mấy con cá chim ở bè này cả nhà. Hồi rồi nó mập. Chà bá luôn. Câu cá bủi luôn mới đựng con. Dạ. Không có ngâm sáng giờ được có 3 con. Nhắc này nó chịu ăn này à. Nó lạng. Cá nhỏ rồi. Nhỏ rồi không dính. Dính. Trời ơi con cá nó bự. Cá đù. Phá mồi nãy giờ luôn cả nhà. Ủa dính con mắt ông ơi. Trời ơi, con cá dính vô mắt con ghê. Ủa, có con mắt đâu dính. Rồi sao? Nè, mé bên này không có con mắt.
Ờ kỳ vậy, rồi. Hàng chi lội máng bên đây phải rồi. Cá này độc nhãn lông cả nhà ơi. Thả nó đi. Dạ kéo câu giò luôn nha. Chuẩn bị thả nước nước rồng. Nóc nồi luôn, rỉa nãy giờ luôn. À chú nha. Gì vậy? Sao dưới cái neo cái gì dưới rồi? Đi. Ở đây mà dưới cái gì? Ở đây nó có cái gì dưới nè. Làm giống như cái nò cái gì. Câu hay là ấy mà hay bị dưới. Thôi ra. Còn nữa nè. Rồi rồi rồi. Nữa hả? Có chừng lên cá gì bự lắm. Chắc nghi đứt mấy lưỡi quá. Sao không xài cục ấy á, cho nó an toàn. Xài cái cục nó không còn. Ngu quá. Kìa. Cá chứ gì nè, chị làm con cá nó ăn nó lội quấn đứt. Dướng vô cái gì rong không nè, quá lưỡi có cái gì ở cuối nữa. Có cái gì ở cuối sau á. Chì nặng dưới ta. Cái gì ở dưới à? Ồ, cá. Ôi ôi, vô cái lưng nữa. Vậy là nãy anh ghị mạnh quá, lội ngang nó dính. Trời ơi. Câu nay câu cá sao đâu. Cá tự dính đâu mà chứ không có câu dính cả nhà. Móc mắt, móc lưng gì không có. Cá rô kẽm nữa. Móc vô cái lưng luôn ghê thiệt. Con này nó nhớt dữ lắm. Bó tay thì chà. Trời ơi, con cá mà móc vô cái lưng mới ghê chứ. Cá út nàng cũng ngon lắm nha nè. Ok, đớp gió thành bão. Giờ mình đợi cho nước nó chảy xuống rồi mình ra sao. Đứt hai ba lưỡi luôn. Nè. Ủa, mới dính luôn hả? Gì nữa, úp nhôm nhách nè. Con này mới bự nè. Này út đâu cảm đi lửng nè. Trời ơi. Vàng luôn. Hai con cỡ luôn cả nhà ơi. Anh mới giục xuống luôn hả? Nãy giờ rồi mà nó mới ăn nè. Hai con cỡ, hai đứa nó đi chơi. Cá này mà có la mè hả? Đây làm gì có la mè, có lá đước kìa. Vô hái lá đước rồi. Rồi hai con. Cá này đầm nhất lắm cả nhà ơi. Hai con này bận nữa con nãy quá. Cũng được. Cá này ăn ngon rồi. Con này nó cũng bự hơn con cá chúc trâu rồi chứ mà. Con này nó béo hơn cá chúc trâu luôn cả nhà. Trời ơi, bắt đầu kéo mây chuẩn bị mưa lớn nữa rồi cả nhà ơi. Nãy giờ câu không có con cá nào ăn hết trơn. Để Nghĩa dầm cái đường câu giò tới chiều chiều cái mình kéo luôn. Trời sắp mưa tới, mưa này mưa lớn luôn đó nha. Đen trời hết trơn. Là bữa nay mình câu được có mấy con cá cả nhà ơi. 1 2 3 4 con cá bự. 4 cá bự với 2 con cá nhỏ. Với 2 con cá đù. Còn mấy con cá út nhỏ nhỏ này là tối nghỉ chài. Rồi. Kiếm cũng được nồi canh chua. Con này ngủm rồi, chút xíu nữa nghỉ đem vô.
nay trời nắng đẹp rồi cả nhà, mình tiếp tục câu giò. Ngâm từ sáng giờ luôn á, biết được mấy con đây. Có nghe được không anh? Dạ. Ngâm từ sáng giờ mà không có nữa là nghỉ câu luôn á. Biết được mấy con này, thấy giật quá trời rồi đó. Đó kia lớn kìa. Ủa có cá bự. Út bự cho má luôn. Út vàng. Còn gỉ nữa đó. Út vàng chà bá luôn cả nhà ơi. Thấy nó béo đá không? Nó mới lên cái màu nó đẹp quá ha. Xíu nhanh trắng trắng. Cá đồ. Còn nữa. Cá sủ á. Còn dưới nữa. Đù vàng. Còn cá đù đó sẽ khô ăn ngon hơn cá đù. Cá đù trắng. Chắc lát lấy miếng chì bấm ngay trên giữa này quá. Chi vậy anh? Cho nó chìm xuống. Ở giữa làm như nó bị nổi á. À. Ủa kìa con cá, cá bự. Cá bự cho bá luôn nữa nha. Lưỡi cuối cùng hả? À. Ê cá ngát nữa kìa. Phải không? Hai lưỡi luôn. Ủa chín. Đây nè. Hai cái lưỡi này là hồi bữa nó bị vướng cái gì dưới á. Cái nó rút lại hai lưỡi dính lẹo luôn nó để luôn. Cá ngát đĩa. Chắc cái gai nữa. Một lát có con bự mới giờ mình mới thả nó được. Nào có con bự đi rồi tao thả mày. Dạ. Nó trong đây nó niệm dữ lắm. Nhỏ hơn con cá út mình nữa mà. Con nào con lấy chà bá đi. Đi. Mới được quá. Còn không? Nhìn mình chi nó giật quá trời luôn ha. Không. Một lưỡi à. Đi ngỗng mày. Mình bỏ vô thùng đá luôn hả? Không xong rồi. Bỏ mình mấy bữa trước cũng có câu rồi cả nhà. Nấu bên chùa ăn rồi dưới hôm qua. Qua mình thả móng kho rồi. Qua ổng cũng câu được 5-6 con vậy. Ở đây giờ còn đó, 4 con à. Còn có 4 con. Rồi nó câu thêm. Giờ nghĩa tiếp tục kéo con giác nữa cả nhà. Bà bầu đi vô ngủ rồi. Đó lưỡi đầu tiên dính nữa nè. Lưỡi đầu tiên luôn. Được một con út trâu kẽm cả nhà. Còn giật giật nữa kìa. Im coi. À, út trâu kẽm nó có hai cái râu hai bên. Đường này được mấy con mà thấy giật quá trời luôn. Đó, được con nữa nè. Con út này út khác. Rồi, còn giật nữa cả nhà ơi. Đường này chắc được mấy con á. 3-4 con á. Ở không không có chuyện gì làm ra cứ móc mồi lâu lâu ra thăm là có cá ăn rồi. Ở đây dễ sống. Rồi, ở dưới còn giật nữa. Này là con thứ ba nha. Ba con. Chắc nằm tuốt dưới đuôi luôn á. Lỗ gót cả đá luôn. Chưa tới đuôi. Ôi ôi nó bự. Được 4 con cả nhà ơi. Con này là to nhất.
Thôi ôi chà bá luôn. Thế đây. Con này là to nhất. Kéo con giác này là đủ ăn luôn rồi đó. Úp rô kẽm. Rồi. Giác 4 con là đủ nồi cá kho rồi. Sáng giờ làm cũng bổn rồi đó. Úp bự bự không à. Để nghĩa ra thả tiếp. Làm giác nữa kìa. Còn đó nó muốn ngủm hay gì. Ôi kìa. Trời ơi, con cá đù. Có đù đù. Còn con. Con nghe nó bị nhẹ nhẹ chứ không bị mạnh. Rồi cái cây. Đó rồi. Giờ con có đù vậy. Bây giờ ngâm con cá ăn luôn cả nhà mồi còn thêm. À. Ủa. Ủa còn con đó nha. Còn con cá đù nữa. Nước trong veo. Rồi hai em đù đù. Hai con khác nhau. Con trắng con vàng. Tìm vô muối sợ ớt luôn. Con nhuộm tóc vàng, con nhuộm tóc trắng. Con trời cũng kéo may nữa cả nhà. Em thui tùi lùi luôn ấy. Đài bữa nay tới ngày của ổng hay sao. May ghê không, tròn quay luôn. Rồi đến đây Nghĩa xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.